Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Vì sao Chủ tịch nước Lương Cường sẽ phải đối mặt với nhiệm kỳ đầy sóng gió? Ngày 21 tháng 10, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 15, Thường trực Ban Bí thư, Đại tướng Lương Cường đã được bầu làm Chủ tịch nước. Trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ, từ năm 2021 đến năm 2026, sự kiện này đã đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi ông Lương Cường đã có chân trong tứ trụ và tại Đại hội Đảng 14 đầu năm 2026 có thể ông sẽ có sức đặc biệt được ở lại mặc dù đã quá tuổi về hưu. Và đây là hình tân chủ tịch nước Lương Cường. Công luận đánh giá, ghế chủ tịch nước của ông Lương Cường đã được lãnh đạo đảng quyết định từ trước. Việc đưa ra quốc hội bầu bán chỉ với mục đích diễn cho có, thể hiện cái gọi là sự đồng thuận dân chủ trong một nhà nước độc tài. Theo truyền thông nhà nước công bố, ông Cường được 440 trên 440 phiếu đại biểu quốc hội tín nhiệm tán thành thông qua nghị quyết bầu ông làm chủ tịch nước. Tuy nhiên, theo giới quan sát, hiện nay số đại biểu quốc hội khóa 15 chỉ còn lại 487 đại biểu so với 499 đại biểu hồi đầu nhiệm kỳ. Với số phiếu 440 đại biểu đã bầu cho ông Lương Cường như công bố thì chỉ đạt 88,17% mà thôi. Nghĩa là có 47 đại biểu không dự họp ngày hôm đó hay họ có thể đã chủ tâm bỏ ra bên ngoài vào thời điểm quốc hội biểu quyết trên mạng xã hội đã có ý kiến nghi ngờ phải chăng đó là các đàn em của Tổng bí thư Tô Lâm cố ý làm mất uy tín của tân chủ tịch nước. Đáng chú ý, ông Lương Cường được làm chủ tịch nước là do được Bộ Chính trị xét trường hợp đặc biệt và ông Cường có mối liên hệ đặc biệt với Trung Quốc. Theo quy định, để làm chủ tịch nước, các cá nhân ứng viên cần tham gia Bộ Chính trị trọn một nhiệm kỳ trở lên và phải kinh qua các chức vụ bí thư tỉnh ủy, bộ trưởng hay tương đương và đây là hình tổng bí thư Tô Lâm. Trong khi đây là nhiệm kỳ đầu tiên, ông Cường tham gia bộ chính trị, nên ông chưa đạt yêu cầu chọn một nhiệm kỳ bộ chính trị trở lên và ông cũng chưa từng làm bí thư cấp tỉnh hay cấp bộ trưởng. Tân chủ tịch nước Lương Cường được xem là có mối quan hệ khá thân thiết với Bắc Kinh. Được biết, ông từng hai lần tham gia các khóa bồi dưỡng cán bộ nguồn cấp cao của đảng tại Trung Quốc. Hơn nữa, ngày 9 tháng 10, trước khi chính thức trở thành chủ tịch nước, Mạng xã hội cũng dậy sóng khi ông Lương Cường bất ngờ sang Bắc Kinh để gặp Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Đây là một chuyến đi đầy khuất tất và đáng ngờ, vì ông Cường sang Trung Quốc được 2 ngày rồi thì báo chí Việt Nam mới đưa tin. Có ý kiến cho rằng, ông Tập Cận Bình và ban lãnh đạo Bắc Kinh trước đó đã gây sức ép với ông Tô Lâm và ban lãnh đạo Hà Nội để dọn đường cho việc chuẩn bị ghế chủ tịch nước đối với ông Lương Cường. Công luận Việt Nam đã và đang lo ngại về mối quan hệ với Bắc Kinh của tân chủ tịch nước Lương Cường. Liệu ông Cường có đưa quan hệ hai nước trở lại quỹ đạo cũ như thời kỳ cố tổng bí thư Trọng lãnh đạo để Việt Nam tiếp tục phụ thuộc vào Trung Quốc? Và đây là hình cố tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và chủ tịch Tập Cận Bình. Những phân tích kể trên cho thấy khả năng cao tân chủ tịch nước Lương Cường sẽ phải đối mặt với một nhiệm kỳ đầy sóng gió đang chờ đợi ông ở phía trước trong khi Tổng Bí thư Tô Lâm được cho là có đủ khả năng đối phó với Chủ tịch nước Lương Cường và nhóm các tướng lĩnh Quang Văn xuất thân từ Tổng cục Chính trị Bộ Quốc phòng. Đó cũng là nhóm tướng lĩnh trong Bộ Quốc phòng đang bất hòa với Đại tướng Phan Văn Giang, người đứng đầu bộ này. Sự chia rẽ trong nội bộ quân đội hiện nay chắc chắn là một nguy cơ tiềm ẩn, có thể sẽ tiếp tục gây bất ổn cho chính trị Việt Nam liệu Tổng bí thư Tô Lâm có đủ khả năng để duy trì sự ổn định và thúc đẩy sự phát triển của đất nước hay không? Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Vì sao Chủ tịch nước Lương Cường sẽ phải đối mặt với nhiệm kỳ đầy sóng gió? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Bầu chủ tịch nước mới để cân bằng quyền lực giữa quân đội và công an, giữ ổn định chính trị. Ngày 22 tháng 10, BBC tiếng Việt bình luận lý do bầu chủ tịch nước mới mà không để tổng bí thư Tô Lâm kiêm nhiệm. BBC nêu vấn đề, đại tướng Lương Cường đã được Quốc hội bầu làm chủ tịch nước tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 15 thay cho ông Tô Lâm vì sao ông Tô Lâm không tiếp tục kiêm nhiệm hai chức vụ nữa. BBC dẫn nhận định của giáo sư Alexander Vung Viên từ Mỹ cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam chưa sẵn sàng cho việc sát nhập nhất thể hóa hai chức vụ cao nhất, tổng bí thư và chủ tịch nước. Theo giáo sư, ý tưởng về chuyện sát nhập hai chức vụ kể trên sẽ được đem ra tranh luận trong hai thập kỷ qua, nhưng chưa bao giờ trở thành quan điểm chiếm ưu thế trong giới lãnh đạo Việt Nam. Và đây là hình bình luận trên BBC. BBC cho biết, trong lịch sử chỉ có ông Hồ Chí Minh, ông Trường Chinh, ông Nguyễn Phú Trọng và ông Tô Lâm từng kiêm nhiệm cả hai chức vụ lãnh đạo Đảng và nhà nước. Trong các trường hợp Trường Chinh, Nguyễn Phú Trọng và Tô Lâm, việc giữ hai chức danh này chỉ là giải pháp tình thế sau khi chủ tịch nước hoặc tổng bí thư đương nhiệm đột ngột qua đời. Do đó, các trường hợp này chưa thể coi là nhất thể hóa. BBC dẫn phân tích của Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng cựu phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội trả lời báo Việt Tham mới đây cho rằng nếu đường lối chính sách vẫn do đảng quyết thì việc tổng bí thư giữ chức chủ tịch nước chỉ là việc kiêm nhiệm chứ không phải nhất thể quá. Giáo sư nói với BBC rằng chính ông Trọng đã phản đối việc nhất thể quá, cho rằng việc tập trung quá nhiều quyền lực vào tay một cá nhân là không tốt. Và sau khi ông Trọng qua đời, ông Tô Lâm có lẽ đã không thể thuyết phục được giới lãnh đạo đảng nhất thể quá sự tập trung quyền lực tạm thời của mình. BBC dẫn phân tích của giáo sư Kataya từ Úc cho rằng ông Nguyễn Phú Trọng đã giữ chức tổng bí thư từ năm 2011, đã kinh qua và gánh vác một khối lượng công việc nặng nề hơn nhiều so với vị trí chủ tịch nước. Do đó, ông dễ dàng làm tròn trọng trách cả hai vị trí này. Ngược lại, ông Tô Lâm được bầu làm chủ tịch nước vào tháng 5 năm 2024, chưa đầy 3 tháng sau ông lên làm tổng bí thư. Và đây là hình tân chủ tịch nước Lương Cường tuyên thệ nhậm chức ngày 21 tháng 10. Giáo sư Alexander cho rằng, việc lựa chọn ông Lương Cường làm chủ tịch nước còn phản ánh nỗ lực duy trì cân bằng quyền lực trong đảng giữa công an và quân đội. Sự cạnh tranh xoay quanh cán cân quyền lực giữa hai lực lượng vũ trang của chính đảng theo tư tưởng Lenin. Đảng muốn quay lại với tứ trụ, một sự sắp xếp cần thiết cho lãnh đạo tập thể của đảng. Sự lãnh đạo tập thể này đã ổn định đời sống nội bộ của đảng trong nhiều thập kỷ, vì vậy đảng không muốn làm lung lay nền tảng này. Ông Alexander nói: Giáo sư Thatcher nói với BBC rằng, quân đội muốn cân bằng quyền lực với công an nên mới đề cử người của mình vào vị trí chủ tịch nước. Ông Taylor nói thêm, ông Tô Lâm là tổng bí thư đầu tiên, xuất thân từ công an và việc cân bằng tìm kiếm sự ủng hộ giữa các phe phái sẽ là bài toán cho ông. Vì vậy, việc để một đại diện được cho là của phía quân đội giữ chức chủ tịch nước sẽ giúp xoa dịu, tránh xung đột nội bộ. Giáo sư Taylor cũng lưu ý Tuy Bộ Chính trị có nhiều ủy viên đi lên từ Bộ Công an, nhưng không có bằng chứng gì cho thấy những người này một lòng đoàn kết, bắt tay nhau dưới sự chỉ đạo của ông Tô Lâm. Cho nên, sự cân bằng giữa hai lực lượng vũ trang là có, và nó đã có từ lâu nay, nhưng cán cân không phải nghiêng hẳn về bên công an. Theo BBC, các nhà quan sát đánh giá, Bộ Chính trị sẽ sớm phân công một ủy viên Bộ Chính trị giữ chức thường trực ban bí thư. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Bầu chủ tịch nước mới để cân bằng quyền lực giữa quân đội và công an, giữ ổn định chính trị. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.